Trưa ngày 30 tháng 3, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long phát hiện đối tượng Thạch Đăng Say đang làm thuê tại vườn cam thuộc xã Bình Ninh, huyện Tam Bình thì tiến hành bắt giữ theo lệnh truy nã ngày 24 tháng 4 năm 2023 của cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh về tội cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ năm 2020, đối tượng Thạch Đăng Say dùng dao đâm bạn gây thương tích tại một buổi tiệc karaoke. Tháng 5 năm 2022, Thạch Đăng Say bị Tòa án Nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, nhưng trong thời gian chờ thi hành án thì đối tượng đã lẩn trốn đến nay. Hiện cơ quan công an huyện Tam Bình thực hiện hoàn tất hồ sơ thủ tục bàn giao đối tượng Thạch Đăng Say cho công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo quy định của pháp luật.